6 tháng rưỡi, 5 tháng rưỡi. Đến mà hôm nay qua đây cũng đến á, qua đó để thử cho anh Lê Hư á. Qua Lê Hư ở đến thứ 6 luôn rồi. Đếm mỏ ra luôn hả? Đếm lệch luôn hả? Là chị đếm được cấm. Không đấy hả? Ôi ơi, đây nó ở nè. Ồ, chỗ nhỏ lên rồi. Này chuẩn bị chì nè. Chì nè. Chỗ này khô. Đã nói bạn này còn quẹt rồi. Đây nha tổ. Nha tổ, một chỗ quẹt, một chỗ. Nói chung là nó máu, nó máu được quẹt này. Chính con mà nó cái gác lại xuống xuống nha. Cái chỗ nó ở nó cũng bị còn rất là chết đó là bữa nào vô bên cạnh vợ rồi thấy cái chỗ này nó bù cho nó trước à. Giờ anh mùa này là nhất với nha bạn mà có 6 tháng 6 tháng mấy mà gần 600 chim mà có đều hết à, đều chưa lên tuổi nhiều thôi chứ. Ừ. Chín hết. Hôm nay mà lên tổ, nếu mà như có lượng chim nào mà lên tổ hết nè. Thấy ốc đỏ đỏ rồi chứ bộ nó dưỡng nữa.